Mến chào quý anh chị cô chú nha, lại là em Hoàng Duy đây. Thì hiện tại trời nó cũng đã gần tối rồi, nhưng mà vẫn cố gắng để quay cho quý anh chị xem thêm một lô đất trong cuối ngày nữa nha. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để review cho quý anh chị một lô đất có diện tích là gần 4.000 mét vuông nha quý anh chị. Đó, và nó thì cách trung tâm xã Quảng Thành tầm khoảng hơn 2 cây số. Đó, hơn 2 cây số một tí, và cách cái đường DT765 đó quý anh chị là tầm khoảng 1,5 cây số nha quý anh chị. Đó. Và cái thửa đất ngày hôm nay của chúng ta thì nó có diện tích là nó có bờ ngang mặt tiền cũng kha khá và cũng tương đối là đẹp, trên đất cũng trồng sẵn một ít trái cây rồi nha quý anh chị. Thì quý anh chị vui lòng xem hết cái video này mà để tham khảo thửa đất của mình như thế nào nha. Về diện tích thì mình có 3.829 mét vuông nha quý anh chị, và có 50 mét mặt tiền đường. Đó, một cái lô đất mà rất là vuông đẹp luôn. Và vị trí mình từ cái cọc ranh này nè đổ về bên kia là 50 mét mặt tiền đường nha quý anh chị, và sâu về sâu là 75 mét, và mình vuông vứt luôn, mình vuông vứt luôn nha quý anh chị. Và trong đất của mình á, thì hiện tại là trong sổ đang là cây lâu năm, chứ mà đất của mình là đất phủ hồng. Quý anh chị biết vì sao lý do ở đây phủ hồng không? Vì cái con đường này nè, chắc chắn nó sẽ lên con đường nhựa nha quý anh chị. Nên đấy là lý do mà đất của mình nó phủ hồng hết một nửa. Đó. Và con đường này chắc chắn là trong năm nay hoặc trong năm sau là sẽ làm thôi. Đó. Đường này là đường lên nhựa nha quý anh chị. Đó, bên này trồng trụ điện hết rồi, trụ điện trồng sẵn hết rồi. Đó quý anh chị thấy không? Đó. Thì thường thường mấy cái chỗ mà trồng trụ điện sẵn quý anh chị là chỗ đó là chuẩn bị làm đường nha. Thì đâu đây cũng có dấu tìm đường thôi, chứ mà tìm không thấy. Hồi nãy em vừa thấy cái dấu tìm đường đâu chỗ đây nè. Và hướng thì hướng mình là hướng Tây nha. Nó lệch lệch sang Nam xíu nha quý anh chị. Và cái khu vực của mình á là khu dân cư. Dân cư ở, nói chung chạy lên đoạn đây, nói chung khu nào cũng có dân cư, mà ở đây đất rất là rộng nên dân cư không có đông. Nhưng quý anh chị vui lòng xem hết trên cái video này mà để em quay trực tiếp trên Google vệ tinh, quý anh chị xem hiểu hơn nha. Thì hiện tại đất của mình á là đang trồng cây măng cụt. Đó, trồng đa số là măng cụt hết nha quý anh chị. Măng cụt này là cho thu hoạch rồi nè. Và đất của mình á là bằng phẳng luôn. Đất của mình là bằng phẳng. Và cái thổ nhưỡng á là đất đỏ Ba Giang nha quý anh chị, đất đỏ Ba Giang. Đó. Rất là màu mỡ luôn. Anh chị đó. Măng cụt này cho thu hoạch hết rồi nè. Đó. Nhìn thế này thôi chứ thật sự mà làm cỏ lên những lô đất rất là đẹp luôn quý anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Thì mình có tầm khoảng cũng đâu đó 40 cây măng cụt quý anh chị, em tính nhẩm sơ qua thôi là tầm khoảng 40 cây măng cụt nha quý anh chị, đa số là măng cụt đu đủ nè. Đu đủ đây là đu đủ chỉ trồng thôi, chứ không có phân thuốc gì ở chỗ đây hết đó. À, quý anh chị thấy không? Ở đây bỏ hoang mà. Hiện tại chủ không có sử dụng nên bỏ hoang mà đu đủ vẫn ra trái to. Đó. Chấm đỏ này là vị trí của thửa đất của mình trên Google vệ tinh nha quý anh chị. Đó. Thì mình cách cái trục đường DT765 là cái trục đường liên tỉnh á quý anh chị, tầm khoảng 1 cây số thôi nha quý anh chị. Mình gần quán cà phê Bluetooth nè. Khu của mình là quy hoạch bàn cờ rất là đẹp luôn. Đó, cái trục đường vàng này, trục đường DT765 đó quý anh chị.
khu của mình là khu dân cư nha. Hồi trước thì có nhà nhưng bây giờ hình như đã sang bỏ rồi. Đất của mình nói chung là rất là vuông đẹp luôn. Đây là đất của mình hết nè. Khu này là khu màu màu khác màu là đất của mình hết nha. Ở mình thì nhưng cũng có mấy quán kinh doanh, tạp hóa, rồi cà phê. Mình cách nhựa tầm khoảng 80 mét thôi. Thì mình ra đường DT765 á, thì ở ngoài đó cũng rất nhiều dịch vụ tiện ích nha quý anh chị. Ra đó chưa tới cây số đâu. Đó. Đó là ra mình đi chợ là chợ khu 10 nè. Rất là gần chợ luôn. Đó. Cái đường DT765 này nó bắt đầu từ ngay chỗ cái đường Mỹ Xuân ở giao Hòa Bình đó quý anh chị. Đó. Chị qua tới sông Rây và chị thẳng. Nói chung là nó rất là dài. Đó, nó bắt đầu từ cái đoạn thì mình cách đây tầm khoảng 5 cây số nè. Mình cách trung tâm Bình Giã nè tầm khoảng 5 cây số. Và từ vị trí đất của mình thì mình ra trung tâm xã Quảng Thành đó, thì trong ở đó có hành chánh nè, có chợ nè, có trường học nè, có tôn giáo và các rất nhiều dịch vụ tiện ích nha quý anh chị. Đó thì mình cách trung tâm hành chánh là tầm khoảng hơn 2 cây số một tí. Và mình cách quốc lộ 56 tầm khoảng là 6 cây số nha quý anh chị. Đó thì mình đi 6 cây số theo cái trục đường Kim Long Quảng Thành này là mình ra quốc lộ 56 nha, thì mình cũng gần chợ Kim Long luôn. Đó, đi tới đây là gần chợ Kim Long. Thì chị chủ đất đó muốn bán lô đất này với cái giá là 1 tỷ 650 triệu trên một sào 1.000 mét vuông đó quý anh chị. Đó thì quý anh chị tự nhân lên nha. 1 tỷ 6 trên 1.000 mét vuông. Thì 1 triệu 6 1 mét vuông cho một lô đất, nó một cái mặt tiền 50 mét nó dài từ đây qua bên kia. Thì là một cái giá nó cũng hợp lý thôi. Bởi vì cái khu vực Quảng Thành này mà nó gần lộ, gần đường trục chính thì cái giá nó cũng hợp lý thôi chứ không có gì hết. Và cái giá này là cái giá còn thương lượng nha quý anh chị. Đó, nếu quý anh chị nào xem vui lòng thì cứ thương lượng. Đó, cứ thương lượng gặp em mà thương lượng giá với chủ nha. Để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Đó. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.